Ngày 406. Tỷ sử bài lính liều cửa. Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại từ hứng thú. Xin chú. Xin. Xin. Chú. Chú. Xin chú. Xin chú. Có hứng thú quyết đấu một trận hay không? Yǒu miǒu xìngqú PK bǎ? Yǒu miǒu xìngqú PK bǎ? Lô Vi Vi Vi, có hứng thú quyết đấu một trận hay không? Lũ Wei Wei Wei, yǒu miǒu xìngqú PK bǎ? Lũ Wei Wei Wei, yǒu miǒu xìngqú PK bǎ? Hãy nói lại từ đầu đoạn này. Dây chuyền nghịch thiên hệ pháp thuật. Phá sụ xí nỉ thiên xiang liền. Lô Vi Vi Vi, có hứng thú quyết đấu một trận hay không? Lũ Wei Wei Wei, yǒu miǒu xìngqú PK bǎ? Lũ Wei Wei Wei, yǒu miǒu xìngqú PK bǎ? Được, có thể. Có thể. Bây giờ hãy nhắc lại các câu phim sau bằng tiếng Trung. Lô Vi Vi Vi, muội phải cẩn thận đấy. Lũ ẻ bê bê, nhé hào xào xin à. Chân Thủy, đợi lát muội đi kéo lấy nó. Chân Thủy, tầng huyểu chưa la chủ là. Quy củ cũ, nhân cơ hội tập kích nó. Lào quê chủy, trần di xí gì thà. Được, ok. Họ. Mau, đuổi theo, nguyên văn là, nhanh, theo lên. Khỏe, cân sẵng. Chiến thiên hạ. Trản thiên xả. Wow, dây chuyền nghịch thiên hệ pháp thuật. Wow, phá sụ xí nỉ thiên xiang liền. Ni ni, trang bị của muội. Ni ni, nhớ trang bị. Wow, hôm nay cũng quá may mắn đi. Wow, 今天运气也太好了吧。 Dây chuyền nghịch thiên hệ pháp thuật. Phá sụ xí nỉ thiên xiang liền. Lô Vi Vi Vi, có hứng thú quyết đấu một trận hay không? Lũ Wei Wei Wei, yǒu miǒu xìngqú PK bǎ? Lũ Wei Wei Wei, yǒu miǒu xìngqú PK bǎ? Được, có thể. 可以。